Chào tất cả các bạn. Tôi xin giới thiệu với các bạn một cái phiên bản cải tiến của máy sấy đối lưu của Vinorganic Unidium, và máy này là 30 khay. Như các bạn thấy là ở đây là hai cái máy 30 khay mà chúng tôi chuẩn bị bán ra nước ngoài ha. Thì cái máy này như các bạn thấy là nó thấp hơn so với các cái máy 30 khay mà chúng tôi đã quay video cho các bạn trên kênh YouTube của chúng tôi ha. Thì sở dĩ nó có chiều cao thấp hơn bởi vì có hai cái cải tiến. Thứ nhất là chúng tôi đã đưa cái đường hầm gió ra sau, thì cái này là đã giới thiệu trong video trước rồi. Còn cả một cải tiến nữa là chúng tôi giảm cái chiều cao giữa các khay này. Mục đích giảm chiều cao giữa các khay này là để giúp ép cái luồng gió đi vào các khay đều hơn. Tức là thay vì các bạn tăng cái chiều cao này lên, thì cái luồng gió nó đi vào đây nó không có một cái áp lực nhiều. Thì thay vì vậy chúng ta lại giảm cái chiều cao này xuống, thì lúc gió mà chúng ta đẩy vào cái khay này nó sẽ có một cái áp lực nó đi với tốc độ nhanh hơn, cùng với một cái áp lực của quạt, thành ra là giúp cho cái sấy, cái phần mà tách ẩm, lấy ẩm từ nguyên liệu sấy của các bạn sẽ đi ra một cách nhanh hơn. Thì cái này đã được chúng tôi nghiên cứu và chứng minh là tối ưu hơn so với chúng ta giảm khay ra. Vì thế trên thị trường các bạn thấy là các nhà sản xuất các cái khay sấy, máy sấy dầu giống như chúng tôi vậy, thì các bạn thấy là các bạn nhà sản xuất người ta khay thậm chí là nó sát hơn so với kích thước của chúng tôi được. Tuy nhiên mà kích thước này chúng tôi tính toán và trên thực tế là nó tối ưu hơn so với khay dày hơn hoặc là thưa hơn. Rồi thì đối với máy này như các bạn thấy thì nó không có gì thay đổi cả, ở cả cái bảng điều khiển này cũng vậy thôi. Nó không có những công tắc, những cái chức năng quen thuộc, nào là nút bấm, báo, đèn, công tắc bật quạt, cài thời gian, cài nhiệt độ và chỉnh tốc độ gió. Như vậy thì cũng tương tự như những cái máy trước đây của chúng tôi thì không có gì thay đổi cả, các bạn cũng cài đặt tương tự như vậy. Nguồn điện thì các bạn có thể thấy là máy này chúng tôi tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Đây là nguồn điện 3 pha 380V, hoặc là 3 pha 220V, hoặc là 1 pha 220V, thì cái đó là tùy vào nguồn điện các bạn. Chúng ta sẽ thiết kế và cung cấp cái nguồn thích hợp cho cái máy. Máy vẫn có bánh xe, vật liệu thì inox 304 chủ đạo và được chúng tôi đánh trắng thẩm mỹ. Nói chung là rất là gọn và khá là xinh. Khi các bạn đặt trong cái nhà xưởng của mình thì cũng vừa vặn để sản xuất các sản phẩm. Thì đối với máy sấy nhiệt đối lưu nóng này, các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể sấy nhiệt, sấy khô, sấy dẻo. Rồi các bạn sấy khô thì các bạn sấy được hầu hết các loại, ví dụ như là nông sản, các loại dược liệu, các loại về thủy sản như khô bò, khô gà, vân vân. Các bạn sấy dẻo thì các bạn có các loại trái cây, xoài, dứa hoặc là thanh long, kiwi, hoa hồng, vân vân, là các bạn sẽ dạo được cả. Ngoài ra thì đối với máy này chúng tôi có hai dòng sản phẩm khác nhau, đó là dòng sấy nhiệt đối lưu nhưng mà nhiệt độ cao, thì nhiệt độ nó lên tới 150-160 độ. Máy đối lưu nhiệt nóng bình thường này của chúng tôi thì nhiệt độ tối đa là 100 độ, tối ưu hơn các cái dòng máy khác trên thị trường. Còn dòng mà đối lưu nhiệt độ cao nữa thì nó là tối đa là 150-160 độ, dành cho những sản phẩm mà các bạn cần sấy nhiệt độ cao. Và có một cái dòng thứ hai mà chúng tôi cũng đang bán rất là chạy, đó là dòng sấy nhiệt đối lưu nhưng mà gọi là sấy lạnh bơm nhiệt. Như vậy là nhiệt độ sấy của sản phẩm, của quá trình sấy nó chỉ dao động trong trên và dưới cái ngưỡng của nhiệt độ môi trường, trên dưới 30 độ thôi, rất là tối ưu. Thì vậy thôi. Thì đối với cái dòng máy này thì chúng tôi thiết kế theo series và cái ngôn ngữ Unidium của chúng tôi thì nó là khá gọn. Đồng thời là các bạn thấy là vì làm theo series cho nên máy nó có kích thước tương ứng với nhau và có cái sự đồng dạng với nhau. Máy nhỏ, máy lớn gì thì nó cũng thiết kế như vậy cả, nó sẽ có sự đồng dạng với kích thước lớn bé khác nhau thôi. Dễ dàng cho các bạn về nhận diện máy hoặc là về vận hành hoặc là về sử dụng, nói chung là rất là dễ dàng. Rồi. Nếu các bạn có thắc mắc cần tư vấn thì liên hệ chúng tôi. Vinorganic xin chào và hẹn gặp lại.